3 năm lên đây ạ. Như các bạn đã biết thì trưởng phòng cũ các bạn vì một số lý do nên không thể tiếp tục công việc. Ban giám đốc đã họp bàn và ra quyết định để bạn An Long làm trưởng phòng mới của phòng ban marketing. Mọi người cho một tay chúc mừng An Long. Phòng ban đến đây là kết thúc. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Chúc mừng anh nha, được lên trưởng phòng này. Tôi cũng chúc mừng ông nha, lên trưởng phòng nhớ làm tốt công việc nha. Mọi người lên chức trưởng phòng rồi thì hai anh em ăn đi ăn nữa chứ. Ê Long, hỏi nè, có quen sếp nào không vậy? Mới có năm mà lên chức nhanh vậy. Ủa, sao chị lại nói như vậy chứ? Ai mà biết được. Thôi, đây là quyết định riêng của sếp. Mọi người đừng có suy nghĩ về nó nhiều. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Theo cái gì? Phòng mình có phục không? Anh là anh không phục rồi đó. Tại sao nó mới vào công ty được có một năm đã được đề bạt trưởng phòng? Dạ. Công ty mình là nhân viên lâu năm, mình chả được gì hết. Trời ơi, thì em cũng nghĩ như anh, chắc là cũng có ô, có dù, có sếp nào đó. Chứ không sao một năm được làm trưởng phòng được. Anh cũng suy nghĩ giống em. Theo tôi thấy á, hai người nói vậy là sai. Bởi vì Long phải có năng lực gì thì ban giám đốc mới đề cử Long làm trưởng phòng của mình chứ. Ôi, anh là anh không đồng ý với em. Tại vì nó mới vào công ty được một năm mà nó đâu có kinh nghiệm gì đâu. Nãy giờ em đứng đây em cũng nghe hai anh chỉ là sao. Dù là mới có một năm nhưng mà anh Long là người làm việc rất có năng lực. Tại sao mà hai người lại không đồng ý cho ông làm trưởng phòng? Em ơi, làm là một chuyện khác, nhưng mà quản lý là một cái chuyện khác. Hai cái lĩnh vực nó khác nhau. Long ít kinh nghiệm sao quản lý ai được. Rồi em thấy sao? Em nhìn thấy ai làm trưởng phòng cũng được, miễn sao là cuối tháng mình vẫn nhìn như đó luôn được rồi. Trời ơi, bỏ tay. Xin chào mọi người, hôm nay là buổi họp đầu tiên từ khi mà tôi làm trưởng phòng thì tôi sẽ tổ chức cơ cấu lại tổ chức của phòng ban chúng ta. Đầu tiên tôi sẽ chuyển anh Đại từ nhóm thiết kế banner quảng cáo sang một nhóm của anh Hải là nhóm truyền thông, và theo hướng ngược lại thì tôi sẽ chuyển anh Sơn từ nhóm truyền thông sang một nhóm thiết kế banner quảng cáo. Mọi người có ý kiến gì không ạ? Tôi phản đối. Từ ngày vào công ty này thì tôi đã làm ở vị trí này rồi, nếu bây giờ chuyển tôi qua bộ phận bên kia thì tôi không thể nào làm tốt được nhiệm vụ của mình. Đúng vậy, tôi với anh Đại đã làm chung với nhau nhiều năm rồi. Sơn thì người mới vào, mà phần thiết kế của chúng tôi thì đâu phải ai cũng biết được đâu. Riêng tôi lại đồng ý với ý kiến của trưởng phòng. Và về phần thiết kế thì là tôi đã có kinh nghiệm từ trước. Trước đây tôi đã làm một phần việc này rồi. Nên là tôi tin là khi chuyển về nhóm thiết kế tôi sẽ làm tốt công việc hơn. Nhưng mà trước giờ việc vận hành của phòng ban chúng ta vẫn là như thế. Tôi với anh Đại, Sơn với Hải, chúng ta vẫn làm việc vẫn rất là bình thường. Tại sao bây giờ phải đổi cơ cấu chứ? Tôi nghĩ sự thay đổi này có thể đem lại lợi ích cho công ty, sao chúng ta không thử? Nhưng mà tôi nghĩ việc này nó quá mạo hiểm. Hơn nữa, anh trưởng phòng chỉ mới vào được công ty chúng ta mà chỉ có một năm thôi, thì làm thế nào nắm được rõ được cơ cấu công ty mà đòi phân với trả chia? Đúng rồi, tôi phản đối. Tôi không đồng ý. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý. Thôi được mọi người, tôi đã lắng nghe và cũng hiểu được ý kiến của mọi người. Theo tôi quan sát và đánh giá của mọi người thì anh Đại đây rất có năng khiếu trong việc giao tiếp và sáng tạo trong việc tạo mối quan hệ. Anh cũng có mối quan hệ rất là rộng nên tôi nghĩ là vị trí mới này sẽ không gây khó khăn cho anh nhiều lắm đâu. Còn về phía anh Sơn thì theo tôi cũng biết là anh vừa nộp cho công ty bằng thiết kế đồ họa mà tôi cũng đã xem qua cái bản vẽ nháp của anh, cũng rất là đẹp và có triển vọng, nên tôi nghĩ là anh sẽ không có gặp khó khăn gì khi nhận vị trí mới này đâu. Cái sự thay đổi này của tôi cũng đã được cấp trên chấp nhận rồi, nên tôi muốn mọi người là hãy hiểu và chấp nhận vị trí mới này cũng như là sự thử thách trong công việc mới này và sẽ thực hiện nó tốt hơn.
buổi họp đến đây là kết thúc. Mọi người quay trở lại làm việc đi. Tôi chúc mọi người một buổi làm việc năng động và hiệu quả. Sau hơn một tháng làm việc thì dự án marketing cho sản phẩm mới của công ty chúng ta đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Ban giám đốc là đánh giá cao các bản thiết kế của nhóm thiết kế phòng ta và nhờ sự quảng bá rầm rộ của nhóm truyền thông nên người tiêu dùng đã biết đến và sử dụng nhiều hơn về sản phẩm mới của chúng ta. Ban giám đốc đã quyết định thưởng nóng cho nhóm chúng ta và tiền thưởng đó sẽ được chia đều cho mọi người. Còn riêng về phần của tôi, để ăn mừng thành quả làm việc vất vả của mọi người và để tăng tính đoàn kết của phòng chúng ta thì cuối tuần này phòng chúng ta sẽ có một buổi liên hoan nhỏ. Mong mọi người sẽ đến tham dự đầy đủ và vui ăn mừng chiến thắng này cũng.